Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một bài khui học về một cái tai nghe mới của JBL. Cái tai nghe này rất là đặc biệt, thì mình sẽ giới thiệu với các bạn sau. Trước tiên thì đây là cái hộp, bốn mặt đều có hình của cái tai nghe này, rất là đặc biệt. Kiểu dáng và cái cách thiết kế của JBL khác hoàn toàn với những cái tai nghe trước. Đây là cái tên mã của cái tai nghe JBL WR2.4. Thì cái 2.4 này nó có một cái ý nghĩa, thì tí nữa mình sẽ nói sau. Ở phía sau của cái hộp là một số những cái thông số cũng như những cái đặc điểm chính của cái tai nghe này. Ở đây chúng ta có cái tầm hoạt động. Đây là một cái tai nghe không dây, thì cái tầm hoạt động của nó là 30m. Sử dụng cái bộ truyền tín hiệu 2.4 GHz để nó truyền cái tín hiệu đi tới cái tai nghe, hoặc là một số những thông số khác. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp những cái phụ kiện bên trong để các bạn xem cái tai nghe này có cái gì đặc biệt. Sau khi mình đã khui hộp cái tai nghe này và mình lấy tất cả những phụ kiện ra, thì bây giờ các bạn có thể xem. Ở đây chúng ta có một cái adapter dùng để cấp nguồn cho cái cục này. Thứ hai, chúng ta có một cái dây truyền tín hiệu. Cái dây này có một cái đầu 3.5 ly và một cái đầu AV để truyền cái tín hiệu từ trong cái điện thoại chúng ta tới cho cái bộ truyền này. Sách hướng dẫn. Và đây là cái dây bảo hành của nhà sản xuất. Đầu tiên thì cái tai nghe này chúng ta không có kết nối trực tiếp cái tai nghe với cái điện thoại, mà chúng ta sẽ dùng cái bộ truyền tín hiệu này để chúng ta kết nối với điện thoại chúng ta, rồi mới truyền tín hiệu qua cái tai nghe này. Ở đây thì các bạn có thể thấy nó không có cần tăng đưa để chỉnh cái size như những cái tai nghe khác của JBL, mà nó sử dụng cái lớp một cái miếng da như thế này. Đây là một cái miếng da và có một cái sợi thun ở phía trong, thì chúng ta có thể tăng đưa như thế này. Đây, cho các bạn đeo trong đầu, thì nếu như cái size đầu của bạn không có vừa, hoặc quá lớn hoặc quá nhỏ, thì nó có thể tăng đưa như thế này được. Mình có đeo thử thì cảm giác khá là ok. Thứ hai nữa, về cái ngoại hình của cái tai nghe này, các bạn có thể thấy JBL làm những khoét những cái rãnh, nhìn cách đều rất là đẹp, rất là lạ. Thì ở đây có cái tên của cái tai nghe đó, JBL WR2.4. Thì cái số 2.4 này nói về cái tần số kết nối giữa cái bộ truyền tín hiệu với cái tai nghe. Thì cái bộ truyền tín hiệu này sử dụng cái sóng radio có tần số 2.4 Hz, sau đó kết nối và truyền cái dữ liệu khi mà chúng ta nghe nhạc qua bên cái tai nghe. Thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một cái tai nghe, ở đây là phần cái bút tai nghe bên phải, đây là phần bên trái. Thì cái phần bên phải có một cái phím nguồn, một cái đèn led để báo, khi mà các bạn bật lên thì đèn led này sẽ báo. Ở đây có một cái lỗ nhỏ và cái phần kim loại ở phía trong. Thì nhiều bạn sẽ hỏi cái lỗ này dùng để làm gì, thì các bạn xem cái phần đế truyền tín hiệu này. Chúng ta đặt cái tai nghe lên trên này và đây nó có một cái cổng để sạc, thay vì chúng ta phải cắm dây sạc cho cái tai nghe, chúng ta chỉ việc để cái đế này như thế này là đã sạc cho cái tai nghe rồi, rất là đẹp, rất là pro. Ở phía bên trong thì các bạn mở ra sẽ có cái phần pin, mình đã gắn sẵn hai cục pin vào đây. Thì cái phần pin này là nhà sản xuất tặng cho chúng ta hai cục pin kèm theo. Ở phía trong có luôn cái thông tin model number, driver này rộng 40mm. Bạn xoay và các bạn đóng nó lại. Ở phía bên trái thì chúng ta có cái cổng điều chỉnh âm lượng cũng như một cái đèn led signal để biểu thị cái cường độ sóng, cái cường độ kết nối của cái dock với lại cái tai nghe. Thì ở phía bên này cũng mở ra được, cũng giống như bên kia, nhưng mà cũng có thể mở ra được, nhưng mà trong này thì không có pin hay là cái gì cả. Có thể là các bạn có thể tháo cái này ra để vệ sinh hoặc là mua những cái màu khác để gắn lên.
cũng tương tự một cái thao tác là chúng ta xoay để đóng nó lại. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách để mà chúng ta kết nối cái tai nghe này với cái bộ truyền tín hiệu. Đầu tiên thì nhà sản xuất tặng cho chúng ta một cái dây, một cái đầu 3.5 ly và một đầu kia là đầu AV mà mình đã có nói tới. Thì các bạn cắm cái đầu AV này vào phía sau của cái đốc này có hai vị trí, các bạn cắm vào đây. Rồi ở đây thì các bạn sử dụng cái đầu này, cái đầu 3.5 ly cắm vào trong cái điện thoại và chúng ta nghe nhạc. Ngoài ra thì các bạn phải cắm nguồn cho cái đốc này luôn, chúng ta sử dụng cái adapter cắm nguồn vào trong đây. Mình sẽ cắm vào trong ổ điện để show cho các bạn thấy cái đèn led nó lên như thế nào. Rồi bây giờ mình đã gắn cái nguồn vào trong cái bộ truyền tín hiệu. Thì đây các bạn có thể thấy cái đèn led ở đây chỉ cái nút power nó nhấp nháy để nó báo là điện đã được cấp cho cái nóc này rồi. Thì khi mà các bạn sạc cho cái tai nghe, các bạn chỉ việc cắm lên như thế này là nó đã sạc rồi, không cần phải làm gì cả. Này, cắm lên như thế này là nó đã sạc cho cái tai nghe rồi. Và bằng cách kết nối, tới phần kết nối thì ở đây mình có một cái G3. Các bạn cắm cái jack 3.5 vào trong cái điện thoại của bạn như thế này. Sau đó các bạn mở cái tai nghe lên thì các bạn có thể thấy là cái đèn signal nó sẽ báo xanh. Và nếu mà tín hiệu nó bị yếu, các bạn đi xa khỏi cái nóc sạc này quá thì cái đèn tín hiệu nó sẽ báo là màu đỏ để chỉ cái tín hiệu nó đang yếu dần. Đèn led của cái nút nguồn. Thì lúc nào các bạn bật nhạc ở trên điện thoại lên. Ở đây mình sẽ bật cái bài nhạc trên cái G3 của mình. Sau đó tín hiệu từ trong điện thoại sẽ được chuyển vào trong cái bộ chuyển này, được truyền qua đây, chứ không kết nối trực tiếp từ cái tai nghe qua cái điện thoại. Bây giờ mình đã mở một cái bài nhạc ở trên cái G3 thì âm thanh đã được truyền qua cái tai nghe này, rất là đơn giản. Mình có một số những cái nhận xét cá nhân về cái chất âm cũng như cái khả năng kết nối của cái tai nghe này với cái lốc sạc. Thì cái âm lượng của cái tai nghe nó không có lớn lắm. Khi mà mình mở hot mic ở trên điện thoại cũng như mở trên cái tai nghe thì cái âm thanh nó mình có cảm giác chỉ bằng 50% của những cái tai nghe JBL khác thôi. Những cái dạng tai chập khác nó không có lớn lắm. Thứ hai là cái về cái vấn đề kết nối giữa cái lốc với lại cái tai nghe. Thì trong cái thông số mà nhà sản xuất đưa ra thì cái tầm kết nối của nó tốt là trong vòng 30m. Thì mình có đi thử ở Mai Nguyên, đi thử cái khoảng cách vào vòng cái Mai Nguyên thì khoảng 25-30m thì cái tín hiệu vẫn rất là tốt. Rồi, cảm ơn các bạn.